Bế con trên tay rồi hốt hoảng đi tìm, bà mẹ não cá vàng khiến dân mạng cười mệt nghỉ. Với nhiều bà mẹ bỉm sữa thì chứng đãng trí hay quên là vấn đề rất dễ thường gặp. Cũng chính từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy đến khiến chị em chỉ biết cười trừ. Điển hình như mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống hài hước của một gia đình khiến dân mạng được phen cười đứt ruột chỉ vì một khoảnh khắc chồng con đi vào lòng đất. Theo đó, cặp vợ chồng đang cùng ngồi trong phòng, trong khi anh chồng lúi húi làm việc thì chị vợ ngồi bế con ở ghế sofa. Lúc này, người vợ một tay cầm điện thoại, một tay bế con, còn chân đưa xe đẩy để ru con như đúng rồi. Bất ngờ bà mẹ trẻ rời mắt khỏi điện thoại thì không nhìn thấy con ở trong xe đẩy. Quá hốt hoảng nên người này đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Nhìn hết trong phòng rồi mở cửa nhìn ra bên ngoài cũng không thấy con đâu. Lúc này người mẹ mới lo lắng hỏi chồng. Tới đây anh chồng vừa chỉ tay vào đứa con vừa bật cười nói: "Nó đang trên tay bà đấy chứ đâu mà đi tìm." Khoảnh khắc đấy làm chị vợ vừa mừng vừa quê muốn đổi quần. Cả hai vợ chồng đã bật cười không nhặt được mồm vì sự đáng trí của bà vợ và pha trông con đi vào lòng đất này. Clip bà mẹ đáng trí đã nhận về rất nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Nhiều người đã thẳng thắn chia sẻ rằng mình không nhịn được cười khi xem được tình huống này. Trong khi đó, rất nhiều netizen cũng bày tỏ sự cảm thông cho người mẹ bởi trên thực tế nhiều chị em sau sinh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhìn mà cười từ đầu đến cuối luôn ạ, may mà chưa lục tung nhà để đi tìm đó. Lỡ như không có ông chồng ở nhà, chắc bả cuống cuồng gọi cảnh sát bảo mất con luôn quá. Mình cũng hay như vậy lắm nè, đeo cái kính trên đầu xong đi tìm như đúng rồi ấy. Đẻ xong là hay quên ngược quên xuôi như này lắm các bạn ơi. Xem video này vừa buồn cười vừa thông cảm cho chị vợ lắm đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.